Cô chào các em. Các em học sinh thân mến, trong chương trình ngữ văn lớp 9 ở phân môn tập làm văn, các em được học về nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Với nghị luận xã hội có hai kiểu dạng là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý và nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Hôm nay, cô sẽ cùng các em tìm hiểu kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống nhé. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu và biết cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống. Trước hết, cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại đôi chút về kiến thức cũ qua phần 1 La Mã. Như các em đã biết, nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về một sự việc hiện tượng có ý nghĩa xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ. Các em có thể tham khảo các đề trong sách giáo khoa trang 22 để có thể hiểu rõ hơn về dạng đề này. Cô ví dụ như đề 1: Đất nước ta có nhiều tấm gương nghèo đã nỗ lực không ngừng để vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội như Mạc Đĩnh Chi nè, rồi Trần Bình Gấm nè, vân vân. Đây có phải là một vấn đề có ý nghĩa đối với xã hội phải không các em? Và các em có thể tham khảo đề số 3. Như các em biết đó, bên cạnh những tấm gương sáng vượt khó để đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc đời mình, thì có nhiều bạn học sinh xung quanh các em hiện nay vì nghiện trò chơi điện tử mà bỏ bê học tập, sống đời vô nghĩa. Theo em, đây có phải là vấn đề đáng suy nghĩ không? Qua hai đề cô vừa phân tích, các em nhớ nha, nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống là bàn về một sự việc hiện tượng có ý nghĩa xã hội, có vấn đề đáng suy nghĩ. Và các em thật ra làm một bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống xã hội không có khó khăn lắm đâu. Nhưng mà đáng tiếc nhiều bạn lại lạc đề. Nguyên nhân có thể là do các bạn đó tìm hiểu không kỹ đề bài yêu cầu mà mình viết những gì. Và để giúp cho các em có thể tránh được điều này, cô mời các em tham khảo đề bài sau đây. Trong cuộc chiến với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus nCoV, COVID-19, dù dịch bệnh làm nhiều người e ngại, bất an, nhưng những y bác sĩ, dân quân, bộ đội, vân vân, nơi tuyến đầu vẫn can đảm, tận tụy, thầm lặng làm việc vì sự an toàn của người bệnh và cộng đồng. Hãy suy nghĩ về hiện tượng trên. Các em dành một chút thời gian để xem kỹ đề bài tham khảo này và có thể cho cô biết được rằng là đề bài này yêu cầu điều gì về kiểu bài và nội dung không? À, khá đơn giản phải không các em? Ở đây cô muốn nhắc một chút xíu, khi chúng ta đọc một đề bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống, các em nhớ chú ý những từ ngữ quan trọng trong đề, bởi đó chính là chìa khóa dẫn dắt các em giải quyết vấn đề đúng hướng, tránh sai lạc. Các em thấy ở trên đề chúng ta đang tham khảo nè, thì những cái từ ngữ thể hiện những cái vấn đề quan trọng mà đề yêu cầu đã được gạch chân. Và đây là một cái cách để mình xác định được
yêu cầu của đề bài. Và với mỗi đề bài, các em chú ý xác định hai điều. Thứ nhất, các em sẽ xác định đề thuộc loại gì. Các em để ý thử xem đề bài chúng ta vừa tham khảo và các đề trong sách giáo khoa trang 22 thường thể hiện yêu cầu kiểu bài nghị luận qua các từ ngữ nêu suy nghĩ, nêu ý kiến, nêu nhận xét. Nhưng thực tế thì cũng có những đề bài không hề có lệnh đề. Ví dụ như hiện tượng người dân Việt Nam đồng lòng chống dịch Covid-19. Đề này không hề có từ ngữ thể hiện lệnh đề nha các em. Vì vậy là mình khi mà mình làm một cái đề bài thực tế, mình cần đọc kỹ đề ha. Và thứ hai, các em nhớ chú ý tìm hiểu đối tượng nghị luận. Tức là đề nêu lên sự việc, hiện tượng gì? Ví dụ như với đề bài trên, đối tượng nghị luận đó là những con người nơi tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm thầm lặng hy sinh. Họ ăn uống tạm bợ, ngủ không tròn giấc vì sự an nguy của đồng bào, khiến bao người tự hào và ngưỡng mộ. Như vậy, chỉ cần dành chút thời gian để tìm hiểu đề, các em đã có thể tránh được chuyện sai lạc khi viết một cái bài tập làm văn rồi đúng không? Và trong thực tế giảng dạy, cô nhận thấy rằng khi thực hiện một bài viết, nhiều bạn thể hiện cái trình tự làm bài không hợp lý. Có bạn thì thiếu ý. Có lẽ là các bạn đó không có nhớ dàn bài. Và với kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống, cũng như các kiểu bài khác, bố cục bài làm cũng gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Đầu tiên, trong phần mở bài, như các viết mở bài về một vấn đề tư tưởng đạo lý, các em cũng sẽ giới thiệu vấn đề cần nghị luận là gì. Tiếp theo là thân bài. Các em học sinh thân mến, thường thì các em khi mà làm một cái bài tập làm văn đó, các em thể hiện rõ nhất cái sự lúng túng là ở phần thân bài. Thật ra, chỉ cần nắm vững 6 bước làm bài sau đây thì các em đã có thể làm được một cái bài tập làm văn có thể là chưa hay các em, nhưng mà mình đi đúng cái trình tự bài làm, tức là mình sẽ cảm thấy à, thực ra làm một cái bài nghị luận xã hội với cái kiểu dạng về một sự việc hiện tượng đời sống cũng dễ thôi mà. Và cô sẽ giới thiệu với các em lần lượt từng bước một nha. Bước đầu tiên là các em sẽ viết cái phần giải thích. Với cái phần này, các em yên tâm, dễ lắm. Các em hãy đọc kỹ đề nè, rồi tìm những cái từ ngữ thể hiện vấn đề nghị luận và giải thích những từ ngữ đó. Cô ví dụ nha, với cái đề 1 trong sách giáo khoa trang 22 đó, các em có thể giải thích học sinh nghèo vượt khó học giỏi là gì. Còn với đề 2 trang 34 thì mình có thể giải thích cụm từ thế nào là những tấm gương vượt lên số phận, vân vân. Tiếp theo, các em nêu thực trạng của hiện tượng qua phần dẫn chứng thực tế. Phần này cũng dễ nữa. Các em quan sát, tìm hiểu thực tế đời sống xung quanh là có thể làm được. Ví dụ như khi các em làm đề 4 trang 34 là cái đề bàn về hiện tượng xả rác nơi công cộng đó các em. Mình tìm dẫn chứng cũng đơn giản thôi mà. Thí dụ,
mình tự mình đặt những cái câu hỏi mình trong cái sự quan sát hàng ngày của mình với đời sống xung quanh. Thì em nhận thấy trên con đường em đến trường nè, rồi công viên gần nhà nè, có hiện tượng người dân xả rác bừa bãi không? Và khi mà mình chịu khó quan sát trong đời sống xung quanh thì mình có thể tìm được những cái dẫn chứng phù hợp với từng đề bài, dễ lắm các em. Và những dẫn chứng trên chính là những tư liệu thực tế mà các em có thể đưa vào bài làm của mình, vì đó là những dẫn chứng xác thực mà thầy cô luôn trân trọng. Bước tiếp theo, người viết cần phân tích nguyên nhân của thực trạng bằng cách đặt câu hỏi. Thí dụ như, tại sao lại có hiện tượng xả rác bừa bãi này? Vì sao điều đó lại xảy ra? Vân vân. Và khi các em tìm những lý lẽ phù hợp để có thể trả lời được cái câu hỏi đặt ra như vậy thì chúng ta có thể hoàn thành được cái phần nguyên nhân. Dễ lắm đúng không? Tiếp nữa thì các em cần vận dụng luận cứ thích hợp để có thể làm sáng tỏ tác hại hoặc mặt lợi hay là tác hại lẫn mặt lợi của thực trạng tùy đề nha các em. Cô ví dụ với đề bàn về hiện tượng xả rác nơi công cộng thì các em sẽ bàn về tác hại của hiện tượng này với cộng đồng. Và với đề hiện tượng học sinh nghèo vượt khó học giỏi thì mình sẽ phân tích mặt lợi của hiện tượng. Với đề học sinh nghiện trò chơi điện tử mà bỏ bê học tập thì các em cần phân tích cả hai mặt tác hại và mặt lợi, tức là chúng ta phân tích cả mặt tích cực và tiêu cực. Bởi vì thực ra như các em đã biết, trò chơi điện tử là một hình thức thư giãn sau những giờ học lao động căng thẳng, nhưng nhiều bạn học sinh vì nghiện mà đã bỏ bê việc học, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tương lai. Và với cái đề này thì mình cần phải phân tích cả hai mặt thì mình mới có thể làm rõ được vấn đề ha các em ha. Bước tiếp theo, các em sẽ viết nội dung phê phán. Phần này thì dễ lắm. Người viết phải căn cứ vào đề bài. Mình đọc kỹ đề nha các em, để mình phê phán đúng, tránh viết dài dòng, lan man. Có nhiều bài làm cô nhận thấy cái phần tác hại, mặt lợi thì lại viết sơ sài, phần phê phán thì viết rất là dài dòng và viết tràn giang đại hải, có khi là lặp ý luôn. Thì cái điều đó không cần thiết nha các em. Và bước cuối cùng của phần trong cái phần thân bài đó các em, là các em chú ý nêu bài học, nhận thức và hành động của mọi người sau khi phân tích vấn đề bằng cách trả lời câu hỏi mỗi người cần làm gì khi đã hiểu vấn đề. Ví dụ với cái đề mà học sinh nghiện trò chơi điện tử, mình hiểu được những cái tác hại của trò chơi, của cái việc mà nghiện trò chơi điện tử đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội, thì mỗi người cần làm như thế nào để có thể khắc phục được cái vấn đề này chẳng hạn. Và như vậy các em thân mến, phần thân bài cần viết theo trình tự 6 bước như trên, không có gì là không thể viết được phải không các em? Phần cuối của một bài làm nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý cũng giống như y chang cái đề dạng đề nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý là kết bài. Và các em nhớ viết đủ 2 bước nha. Bước thứ nhất là khẳng định vấn đề nghị luận, tức là các em sẽ tóm ý lại những cái vấn đề chúng ta vừa trình bày ở phía trên.
Bước 2 là liên hệ bản thân. Tức là khi đã hiểu được vấn đề rồi thì bản thân em sẽ làm gì? Phần này thì khác với cái phần số 6, cái bước số 6 của thân bài nha các em, chúng ta chú ý ha. Và các em thân mến, tóm lại theo cô thì nếu mà các em nhớ được các bước làm bài đó, với kiểu bài nào cũng vậy thôi, thì các em có thể viết được bài tập làm văn. Mình sẽ không ngại, trời ơi, sao đề này khó quá, mình không làm được ha các em. Để củng cố lại, nhớ lại cái kiến thức đã học thì các em nhớ đọc lại cái phần kiến thức được cô động ở trong cái nội dung ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 24 ha. Và mình có thể ôn lại kiến thức, mở ra ôn lại toàn bộ nội dung kiến thức đã được học ngày hôm nay qua cái phần nội dung bài ghi. Vì lẽ đó cho nên cái phần nội dung bài ghi này nè, các em nhớ là các em chép vào vở bài học nha. Và để củng cố kiến thức thì các em thực hiện cái phần luyện tập này ha, lập dàn bài cho đề bài sau. Đất nước ta có nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi, em hãy trình bày một số tấm gương đó và nêu suy nghĩ của mình. Các em lập dàn bài cho đề bài này ha, và nhớ là các em thực hiện cái nội dung này vào vở bài tập nha. Và ở nhà thì nhớ thực hiện một số những cái nội dung ôn luyện này để các em có thể khắc sâu kiến thức bài học hôm nay. Thứ nhất là các em sẽ đọc lại cái phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 21, 24. Thứ hai là các em chép cái nội dung bài ghi vào trong vở bài học. Và các em thực hiện cái phần luyện tập vào trong vở bài tập. Để cái tiết học trực tuyến lần sau có thể có kết quả tốt hơn thì các em xem trước bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích ha. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe bài giảng và cô chúc tất cả các em thành công trong việc học của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.